Đỗ Quốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 8 tháng 12 năm 2018, Đỗ Quốc Thanh Luân chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, bàn giao một số sản phẩm cho gia đình nhà bác Hanh ở thị trấn Hưng Yên, ở thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Và ngay lúc này thì Thanh Luân chúng tôi đang ở trước cửa mặt tiền của gia đình nhà bác Hanh. Đây, trên màn hình quý vị đang thấy đây là ngôi nhà của gia đình nhà bác Hanh, rất chi là đẹp, nó là cực kỳ là đỉnh cao, bốn mặt tiền đều như nhau. Ở đây chúng tôi là đang đứng ở trước mặt tiền của gia đình, còn xung quanh ngôi nhà này đều là mặt tiền hướng nào cũng như hướng nào, tứ diện. Đây, ngôi nhà tứ diện rất chi là đẹp. Đây, như một lâu đài cực kỳ là đẹp. Và sau đây Thanh Luân chúng tôi sẽ cùng với khách đi vào thăm cái không gian phòng khách của gia đình mà Đỗ Quốc Thanh Luân chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Bác Hanh sắm rất nhiều đồ của Thanh Luân chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi là bàn giao hai chuyến xe cho gia đình nhà bác. Nhà rất rộng, hơn 1.000 m². Đây một ngôi lâu đài. Đây là một lâu đài rất đẹp. Đây, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Đây là phía trước cửa của gia đình. Vừa bước vào trước cửa là chúng ta là nhìn thấy một bộ ghế nội thất, một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghi cột 12 gồm 6 món và một chiếc tủ kệ tivi. Quý vị đang thấy đây là một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghi cột 12 gồm có 6 món hàng siêu VIP và chiếc kệ tivi, được Thanh Luân chúng tôi là để ở đúng vị trí không gian phòng khách của gia đình, rất chi là đẹp. Và đây là một đôi lọ Lục Bình cao 1m7 của Thanh Luân chúng tôi. Và đây đi vào sâu vào phía trong gia đình, đây là một chiếc cặp cẩm nai mặt một lá. Chúng tôi đang trong quá trình tuốt tát lại phần bánh vác ly, và vừa bánh vác ly xong mình để ngoài mưa để nó ố tôn trắng lên, giờ tuốt tát lại cho đẹp. Thì quý vị đang thấy đây là hai bác. Yo, rất cảm ơn thế này. Bác Hanh, hai bác. Các nhà thế này. Các sản phẩm của Thanh Luân. Của Thanh Luân. Cơ sở ấy là lớn. Rất phấn khởi. Ở đây là chiếc sập cẩm nai mặt một lá, và phía đây là một chiếc ban thờ triện Phúc Thọ bằng gỗ hương đá Nam Phi. Hôm nay chúng tôi là mãi đi quá nhưng mà quên mất hai ngạt kéo đấy. Đang kéo rồi. Và phía trên đây là bộ hoành phi câu đối chữ giáp vàng lắp đặt đấy. Nhìn cái đấy là chuẩn đấy, rất chi là đẹp, rất đỉnh cao. Không gian phía ngoài gia đình bác đã đẹp rồi, vào trong phần nội thất này nó còn đẹp, còn long lanh, sang trọng rất nhiều. Đấy, đưa hết cả cái nhà lên, cực kỳ đẹp. Đây là chiếc sập cẩm lai mặt một lá, vân cực đẹp luôn. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thanh Luân của tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Đây là bộ hoành phi cầu đối, là bộ chiếc ban thờ triện An Giang triện Phúc Thọ bằng gỗ hương đá của Nam Phi, rất đẹp đỉnh cao. Với lọ lọc bình ra này chúng tôi sẽ cho vào chỗ vị trí chỗ này. Và mọi thông tin chi tiết quý khách có vui lòng liên hệ với Thanh Luân chúng tôi qua hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Và thay mặt Đỗ Quốc Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn bác và gia đình. Xin kính chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn
gặt hái được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Để kiếm cái vài bộ nữa. Ôi mai kia tao giới thiệu cái nhà đầu làng cho nó chuẩn bị xây. Dạ. Vâng, cảm ơn bác. Thế nào chú mai là kia chú ra đây chú xin. Dạ vâng, cảm ơn bác. Vâng, thay mặt Thành Luân thì xin trân trọng cảm ơn bác và gia đình. Xin được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip sau.